Anh em đã quay trở lại kênh ẩn số thế giới. Anh em nghe rõ, chẳng cần xem bói, cứ nắm bàn tay rồi đếm đường chỉ tay. Vận mệnh tương lai ra sao đều hiện rõ hết. hết. Tương lai của một người đều nằm trong chính bàn tay của họ, bởi tính cách số giàu sang phú quý hay không, hôn nhân xuân sẻ hay chắc trở đều được thể hiện qua các đường chỉ tay. Chỉ cần nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, những đường chỉ sẽ nổi lên và đếm theo hướng dẫn sau đây. Thứ nhất, nếu có một đường, tính cách trời ban cho bạn một trí tuệ hơn người. Bạn có khả năng phân tích sự việc và phán đoán vấn đề khác hẳn với những người xung quanh. Bạn thích một cuộc sống ổn định, không tranh đua. Bạn khá thờ ơ với danh vọng và tiền tài. Số mệnh, tuổi trẻ bạn gặp nhiều khó khăn với sự nghiệp và có khối tài sản chẳng mấy ổn định. Bạn tiêu pha không hợp lý lên chẳng mấy khi có tiền dư. Tuy nhiên, cứ chờ khi đến tầm 40 tuổi thì đường tiền tài sẽ rộng mở với bạn hơn. Thời điểm này tài chính không chỉ tốt mà cuộc sống gia đình cũng lo ấm, không cần nghĩ nhiều đến tiền của. Bạn có số kinh doanh tốt nếu muốn làm giàu thì nên nghĩ đến việc mở cửa hàng ăn uống hoặc quần áo để làm ăn phát đạt. Nếu có hai đường, xem cách lắm bàn tay. Nếu có hai đường chỉ khi lắm bàn tay lại chứng tỏ bạn là người siêng lăng, thân thiện, khéo ăn, khéo lói, dễ thích nghi với môi trường mới và được nhiều người yêu quý. Bạn là người rất quy củ, thích lẽ phải, ghét sự a dua lịnh lọt nhưng đôi khi lại bị bó buộc vào quy tắc, làm việc dập khuôn quá máy móc. Ngay từ khi còn trẻ, con đường sự nghiệp và tài vận của bạn khá hành thông, gặp nhiều may mắn do được quý nhân giúp đỡ cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của những người xung quanh. Sau 30 tuổi, bạn có khả năng làm xếp hoặc ít nhất cũng có địa vị nhất định trong công ty và xã hội. Nếu có ba đường, bạn là người sôi nổi, hoạt bát, hào phóng và có khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, nhược điểm của bạn là cứng nhắc, thậm chí là bảo thủ, thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Con đường sự nghiệp của bạn khá mở rộng thăng quan tiến chức ầm ầm nhưng nếu muốn thực sự giàu sang của cải dồi dào bạn hãy đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh buôn bán mặc dù lúc mới chân ướt chân giáo đi làm bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại thậm chí bị kẻ khác tính kế hãm hại nhưng sau 30 tuổi sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng ổn định có vị trí vững chắc từ đó mà thu nhập cải thiện đáng kể nếu có bốn đường bạn là người lương thiện luôn cư xử chân thành với người khác nhưng có quá nhiều do dự, lo âu cuộc sống hãy thong thả bản thân, sống đúng tuổi để tận hưởng cuộc sống này nhé. Trời sinh ra bạn để làm người giàu có từ còn trẻ đã được an bài với một sự nghiệp vững chãi và cơ hội làm ăn kinh doanh thăng tiến. Chỉ chờ sau tuổi 35 con đường phát triển thuận lợi, cuộc sống khá an nhàn, hôn nhân tốt đẹp, con cái đuề huề, số mệnh của bạn thuộc dạng tiêu tiền tỷ, mua đất theo lô, xác định vinh hoa phú quý, hưởng trọn đời không hết. Anh em nghe rõ xem chỉ tay đường sinh mệnh biết ngay người bệnh tật hay khỏe mạnh ai phúc giàu hay mệnh lớn. Nhiều người cho rằng xem bói chỉ tay đường sinh mệnh sẽ biết được tuổi thọ của một người dài hay ngắn nhưng thực tế có phải như vậy. Đường sinh mệnh hay còn gọi là đường sinh đạo, đường sống, đường đời và là một trong những đường chỉ tay chính. Đường này bắt đầu từ giữa ngón cái và ngón trỏ, uốn thành một đường cong quanh ngón tay cái cho đến khi chạm vào cổ tay nhiều người cho rằng xem bói chỉ tay đường sinh mệnh sẽ biết người đó sống thọ hay đoàn mệnh. Thế nhưng, theo quan điểm xem chỉ tay hiện đại, đường sinh mệnh thật, thật ra không liên quan đến tuổi thọ của một người, mà cho thấy tính cách và những sự kiện quan trọng đã hoặc sẽ xảy ra trong cuộc đời người đó. Đường chỉ tay sinh mệnh dài, đậm, rõ nét và liền mạch chứng tỏ sức khỏe của bạn rất tốt, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sức sống mãnh liệt không ai sánh bằng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà bạn bỏ bê bản thân bởi trời ban cho sức khỏe. Có tốt đến đâu nhưng nếu bỏ bê bản thân, sinh hoạt không điều độ, không tập luyện thể thao thì sức khỏe sẽ càng ngày càng xuống dốc, ảnh hưởng tới tâm trí, gây mất tập trung trong công việc. Ngoài ra người có đường chỉ tay sinh mệnh dài thường sẽ tạo được sự đột phá trong sự nghiệp hoặc họ đang học thì chuyển ngang để theo đuổi đam mê riêng của mình. Đây được cho là kiểu tướng tay trong hung có cát. Khi gặp phải vấn đề khó khăn, họ đều có thể bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách thấu đáo bằng trí tuệ của mình. Đường chỉ tay sinh mệnh ngắn. Một số người quan niệm chỉ tay đường sinh mệnh ngắn sẽ đoản mệnh, không thể sống thọ. Tuy nhiên, trên thực tế, tuổi thọ ngắn hay dài còn phụ thuộc vào nhiều đường chỉ tay khác như đường trí tuệ hay đường hỏa tinh tuy nhiên nếu chỉ tay đường sinh mệnh ngắn chứng tỏ bạn là người có sức khỏe yếu cơ thể nhiều bệnh tật nhưng nếu cải thiện được hoàn cảnh sống chú trọng chăm sóc sức khỏe thì điều này hoàn toàn không có vấn đề gì quá lớn nếu chỉ tay đường sinh mệnh ngắn lại đứt quãng bạn rất dễ mắc phải các đường các bệnh đường tiêu hóa nếu đường sinh mệnh ngắn và nhạt màu bạn là người sống mà không có chính kiến riêng của mình dễ bị chi phối bởi người khác thế nhưng cuộc sống của bạn lại bình yên ít sóng gió hai đường chỉ tay sinh mệnh song song người sở hữu hai đường chỉ tay sinh mệnh song song là người có sinh lực tràn trề cơ thể tráng kiện sức đề kháng và khả năng miễn dịch cao ngoài ra nếu lòng bàn tay của họ còn hồng hào miệng hay cười thì chứng tỏ họ là những người có tính kiên nhẫn biết đối nhân xử thế khi gặp khó khăn họ đều có thể lở được nụ cười dễ dàng hóa giải mọi chuyện bên cạnh đó người có hai đường chỉ tay sinh mệnh chạy song song còn rất dễ phát triển sự nghiệp cả danh và lợi đều tốt độ cong của đường chỉ tay sinh mệnh. Nếu đường sinh mệnh cong ở bên trong so với đường thẳng ở ngón giữa, bạn là người có tính cách điềm đạm, hòa nhã nhưng sức khỏe không được tốt, tinh lực kém. Nếu đường sinh mệnh có độ cong tương đối lớn, cong ra bên ngoài so với đường thẳng ở ngón giữa, bạn là người năng động, sức khỏe dồi dào và dễ đứng dậy sau những khó khăn vấp ngã. Người có tướng tay này rất thích hợp làm nghệ sĩ hoặc thương nhân. Gần khởi điểm đường sinh mệnh có đường ngắn. Theo cách xem bói chỉ tay đường sinh mệnh, người có chỉ tay đường sinh mệnh như thế này thường rất nhạy cảm, thận trọng, tỉ mỉ ngay cả những việc nhỏ nhất. Do quan tâm tới từng chi tiết nhỏ và quá để tâm tới lời nói của người khác nên họ rất dễ rơi vào trạng thái, rối loạn tinh thần, suy nghĩ quá độ. Những người này không thích hợp làm ăn kinh doanh, họ chỉ thích hợp với những công việc yêu cầu sự chuẩn xác cao hoặc yêu cầu chân tay linh hoạt. Cuối đường sinh mệnh có xuất hiện nhiều nhánh nhỏ, nếu cuối đường sinh mệnh có nhiều nhánh nhỏ chứng tỏ vào những năm cuối đời sức khỏe của bạn rất yếu thậm chí là mắc phải một số bệnh nghiêm trọng do thời trẻ sử dụng tinh lực quá độ lao động quá sức hoặc chưa cần tới những năm cuối đời họ cũng có thể xuất hiện hiện tượng lão hóa ngay cả khi còn rất trẻ vì vậy những người này lên tiết chế bản thân sinh hoạt điều độ tuyệt đối không được cho rằng bản thân mình còn trẻ mà làm việc quá độ để sau này phải hối hận đường sinh mệnh kết thúc bằng hình chữ thập Người sở hữu đường sinh mệnh có đặc điểm này có thể gặp phải sự cố, tai nạn hoặc bệnh nguy cấp mà mất đi tính mạng. Do đó, những người này không nên lao động quá sức, không nên cưỡng cầu bản thân, đặc biệt là những người mắc bệnh tim mạch. Trên đường sinh mệnh xuất hiện hình sao. Nếu hình sao xuất hiện trên đường sinh mệnh, dự đoán người này sẽ phải nhận những đả kích nghiêm trọng, họ có thể bị thương nghiêm trọng ngoài ý muốn hoặc bị các bệnh ảnh hưởng đến tính mạng như bệnh đường ruột, xuất huyết lão. Tuy nhiên nếu đường sinh mệnh kết thúc bằng hình sao thì đây lại là biểu hiện của sự giàu có sung sướng lúc về già. Đường sinh mệnh có hình dây xích. Thông qua cách xem bói chỉ tay đường sinh mệnh, người sở hữu đường sinh mệnh có đặc điểm này thường có thể lực suy yếu, dễ mắc bệnh về mắt hay lo nghĩ suốt đời khổ lão. Nếu đường sinh mệnh có lửa phần trước là hình dây xích từ lửa đường đến hết lại rõ ràng thì chứng tỏ người này sinh ra không được khỏe mạnh lắm bệnh nhiều tật nhưng từ thời trung liên trở về sau lại có sức khỏe tráng kiện khiến người khác kinh nhạc thông tin video chỉ mang tính chất tham khảo